Mời quý vị tiếp tục theo dõi Cà phê Ngày mới phát sóng trực tiếp trên kênh VTC9 và sau đây là thời lượng dành cho tiểu mục Điểm báo. Sáng hôm nay, các thông tin liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mạnh tay được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành tiếp tục chiếm một dung lượng lớn trên các báo. Bên cạnh đó là các thông tin về kinh tế xã hội với ảnh hưởng của tác động từ đại dịch. Và sau đây chúng tôi xin được bắt đầu với bài báo đầu tiên. Thưa quý vị, vào tối ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo thông tin về việc áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức cùng đại diện của các sở ngành đã giải đáp nhiều thông tin mà báo chí và người dân còn thắc mắc khi thành phố thực hiện chỉ thị 16. Những thông tin này đã được đăng tải trên nhiều báo, trong đó có trang 3 báo Người Lao Động qua bài viết áp dụng chỉ thị 16, người dân cần làm gì? Xin được trích đọc cùng quý vị và các bạn. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 10 đã cấm hoạt động ăn uống tại quán chỉ bán mang về. Nay, đến khi thực hiện chỉ thị 16 thì nâng lên một bước nữa, tạm dừng dịch vụ ăn uống mang về, nghĩa là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải dừng hoạt động. Xe không chở người vẫn được hoạt động, do đó vận chuyển hàng hóa bằng xe ôm, xe công nghệ vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài ra, các cửa hàng tạp hóa kinh doanh dịch vụ thiết yếu, hiệu thuốc được duy trì hoạt động. Riêng các hoạt động từ thiện như phát cơm, thành phố vẫn cho phép duy trì, bởi đây là hoạt động mang tính nhân văn nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Liên quan đến việc di chuyển ra vào thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thành phố cho biết là khi áp dụng chỉ thị 16, người dân chỉ được ra đường để giải quyết nhu cầu cấp thiết. Nếu người dân không lý giải được việc di chuyển là chính đáng thì chắc chắn là không được phép và sẽ bị xử phạt. Ông Dương Anh Đức cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang ở một giai đoạn rất khó khăn mà mỗi người phải hy sinh một chút, không có quyết định nào toàn vẹn, rất mong sự chia sẻ, đồng cảm, ủng hộ của người dân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng rằng sự chia sẻ, đồng cảm và ủng hộ của người dân trong thời điểm này là vô cùng quan trọng. Bởi khi chúng ta có sự đồng lòng giữa bộ máy chính quyền cùng với đó là người dân thì chúng ta mới có thể đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Và cũng trong chiều ngày 8 tháng 7, trước khi mà thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 thì các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm đã tăng gấp từ 3 đến 7 lần lượng hàng tươi sống, rau củ quả. Và đó là thông tin được đăng tải trên trang số 4 báo Tuổi Trẻ trong bài viết tăng mua online, giao hàng tận nhà. Theo đó, các siêu thị cửa hàng cũng đẩy mạnh từ 5 đến 6 hình thức bán hàng khác nhau, trong đó tiếp tục đầu tư cho hệ thống bán hàng online. Thành phố Hồ Chí Minh có 17 hệ thống siêu thị đang triển khai bán hàng giao tận nơi với hàng ngàn điểm bán. Đó là chưa kể các cửa hàng thực phẩm, tiệm tạp hóa cũng đã triển khai bán trực tuyến. Trong ngày hôm qua 8 tháng 7, kênh mua hàng online đã bị quá tải, nhiều gian hàng phải đóng cửa và điều chỉnh thời gian giao hàng đến nhiều ngày sau, nhưng đây vẫn là kênh bán hàng ưu tiên của các nhà bán lẻ. Giám đốc một siêu thị cho biết, trong ngày hôm qua 8 tháng 7, các siêu thị cửa hàng đã tăng lượng hàng nhập lên nhiều lần. Tuy vậy, trong nhiều thời điểm, tình trạng chống quầy kệ vẫn xảy ra. Ngoài ra, việc nhiều điểm bán phải đóng cửa cũng khiến khách đổ dồn vào các siêu thị còn lại. Dự kiến vào hôm nay ngày 9 tháng 7, khi bắt đầu giãn cách thì việc giao nhận thuận lợi hơn nhờ đường xá thông thoáng. Theo đại diện Eomon Việt Nam, doanh nghiệp này đã làm việc với các nhà cung cấp để tăng cường nguồn hàng gấp nhiều lần. Các loại thực phẩm tươi sống như là rau củ quả, thịt cá tăng từ 5 đến 7 lần, thực phẩm khô tăng từ 3 đến 4 lần. Sản lượng thịt trong ngày 8 tháng 7 còn cao hơn giai đoạn tiêu thụ của Tết Nguyên đán. Khả năng sức mua của các ngày tới sẽ giảm dần so với ngày hôm qua 8 tháng 7 khi tâm lý người dân ổn định hơn, không lo mua gom dự trữ, do đó nguồn cung nhiều thời điểm có thể dư thừa. Thưa quý vị và các bạn, và nhân câu chuyện mà Văn Trang vừa mới đề cập thì chúng ta cũng thấy thói quen mua sắm online đã trở nên khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Và cách nào để quý vị lựa chọn việc mua sắm online một cách phù hợp với mình, đặc biệt là về chất lượng sản phẩm? Có người lựa chọn vào số lượng hàng hóa được bán ra dựa trên thống kê của trang thương mại điện tử. Có người thì lựa chọn một cách khá là quen thuộc, đó là đọc bình luận giống như chúng ta xem review trước khi mà đi xem phim vậy. Thế nhưng với nhiều người thì đây có thể là một cái bẫy nếu mà không cẩn trọng. Đó là cảnh báo được nêu ra trong bài viết cẩn trọng trước những nhận xét giả khi mua hàng online đăng trên trang 11 báo Đại Đoàn Kết. Xin được trích đọc cùng quý vị và các bạn. Dữ liệu khảo sát của Podium, một công ty phát triển phần mềm giúp các doanh nghiệp hiện đại hóa các phương thức tương tác với khách hàng, cho thấy là có tới 93% người được khảo sát cho rằng các nhận xét trên mạng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. 82% người cho biết nội dung của khảo sát đã thuyết phục được họ mua hàng. Còn theo sách trắng thương mại điện tử năm 2020 tại Việt Nam, 56% người tiêu dùng coi các bình luận đánh giá trên mạng là lý do lựa chọn để mua hàng qua mạng.
Với những lợi ích mà doanh nghiệp có thể khai thác từ nhận xét trực tuyến, có một thực tế là trong những năm gần đây đã xuất hiện tình trạng đăng nhận xét giả, fake reviews, để thuyết phục người tiêu dùng mua hàng. Theo đó, một số cách nhận biết nhận xét giả hoặc nhận xét không khách quan như nội dung nhận xét cho thấy người viết được nhận thù lao, tiền hoa hồng nếu người đọc nhấn vào link trong bài viết để mua hoặc nhập mã được cung cấp bởi người viết. Ngoài ra, nhận xét có nội dung không hợp lý cho thấy sản phẩm dịch vụ có giá rẻ nhưng chất lượng tương đương sản phẩm dịch vụ cao cấp, nhận xét quá tiêu cực nhưng không đưa ra lý do. Vì vậy, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến cần cảnh giác trước những nhận xét có dấu hiệu là giả, không khách quan như trên. Chuyển sang một bài viết đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bảng quảng cáo với đủ loại kích thước, màu sắc phủ kín các con phố của thủ đô Hà Nội và cũng là một trong những nguyên nhân làm mất đi mỹ quan đô thị, xấu đi hình ảnh của thủ đô và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đó là những thông tin được đăng tải trên trang số 8 báo Đại Đoàn Kết trong bài viết Lộn xộn bảng quảng cáo mất mỹ quan đô thị. Những năm qua, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tuyên truyền và quyết liệt xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo đối với biển quảng cáo ngoài trời. Song những vi phạm đó vẫn còn tồn tại, thậm chí là thời gian gần đây, tình trạng vi phạm lại tái diễn nở rộ. Trên thực tế, ở nhiều tuyến phố Hà Nội có thể dễ dàng bắt gặp nhiều biển quảng cáo không đảm bảo. Những năm qua, thực tế thì nhiều vụ cháy xảy ra có nguyên nhân từ chập điện biển quảng cáo gây hậu quả nghiêm trọng như vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông Cầu Giấy liên quan đến việc hàn xì biển quảng cáo khiến cho 13 người thiệt mạng xảy ra vào năm 2016. Cũng trong năm 2016, thì một vụ cháy quán karaoke 8 tầng ở đường Nguyễn Khang Cầu Giấy xuất phát từ sự cố cháy biển quảng cáo ở tầng 2. Đây chỉ là một số sự cố điển hình liên quan đến biển quảng cáo. Mặc dù đã có những tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế xử phạt vi phạm, nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn bất chấp lắp đặt những biển quảng cáo vi phạm. Trước nguy cơ từ những tấm biển quảng cáo, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, siết chặt quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về việc treo lắp và sử dụng biển quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam chúng ta là một quốc gia có tốc độ phát triển rất nhanh về mức độ bao phủ Internet. Và đó cũng là lý do vì sao đây là một thị trường béo bở với những dịch vụ trực tuyến xuyên biên giới như là Facebook, Google hay là Netflix, với doanh thu ước tính lên đến hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm tại thị trường của chúng ta. Thế nhưng một phần do thiếu công cụ, một phần do chính các nhà cung cấp dịch vụ này làm đủ chiêu trò để trốn thuế, lách thuế. Bài viết được đăng trên trang 4 báo Lao động sáng ra sáng nay có bài viết là dự thảo về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, giải pháp quản lý và thu thuế các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới. Xin được cung cấp thêm cho quý vị một góc nhìn từ mặt chính sách của nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu soạn thảo các văn bản nhằm sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính để gắn trách nhiệm của các nhà mạng trong cung cấp nền tảng xuyên biên giới. Theo đó, các tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin qua biên giới có thuê chỗ lưu trữ thông tin tại Việt Nam hoặc số lượng người tại Việt Nam truy cập thường xuyên từ 100.000 người trở lên một tháng phải thông báo thông tin liên hệ cho Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện việc ngăn chặn gỡ bỏ thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật theo yêu cầu, thực hiện việc lưu trữ dữ liệu, thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các mạng xã hội chỉ cho phép các tài khoản trang cộng đồng kênh nội dung đã thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin Truyền thông được sử dụng dịch vụ livestream và tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức. Vừa rồi là những bài viết đáng chú ý đã được chúng tôi tổng hợp, điểm qua và trích đọc cùng quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn mong muốn xem lại chuyên mục điểm báo của chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage kênh VTC9 trên Facebook hoặc là truy cập vào YouTube kênh VTC9. Còn nếu như có bất kỳ những thắc mắc, những thông tin, hình ảnh nào muốn phản ánh cùng với chúng tôi thì quý vị và các bạn đừng quên số điện thoại hotline 090 1812 999, hoặc là quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư điện tử về hòm thư VTC9 đường dây nóng a.vtc.gov.vn.